Thưa quý vị, ngày 27 tháng 6, nhân lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu 1822-2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức sự kiện chế biến và công diễn 222 món ăn từ dừa, đồng thời đón bằng xác lập kỷ lục Việt Nam và bằng xác lập kỷ lục thế giới cho 222 món ăn chế biến từ dừa. 222 món ăn từ dừa được nấu nướng công phu chăm chút từ khâu chọn nguyên liệu đến nấu nướng, trang trí tỉ mỉ từng chi tiết để tạo nên những món ngon mang đậm hương vị dừa Bến Tre bởi đội ngũ 55 đầu bếp chia làm 11 đội cùng tham gia chế biến công diễn các món ăn từ dừa thuộc 13 nhóm món ăn như nhóm món ăn gỏi có 22 món, nhóm món cuốn có 9 món, nhóm món chả giò 8 món, nhóm món bánh chiên 18 món, nhóm món cơm xôi 13 món, nhóm món chè thạch có 36 món, nhóm món bánh hấp có 30 món và nhóm món kho có 26 món. Đại diện tổ chức kỷ lục Việt Nam Việt King trao bằng xác lập kỷ lục Việt Nam cho 222 món ăn chế biến từ dừa. Thưa quý quyền của Hội đồng Liên minh Kỷ lục Thế giới, Việt King cũng trao bằng xác lập kỷ lục thế giới cho 222 món ăn chế biến từ dừa.